Chương 2. Độc cư. Cần phải thường xuyên sống một mình, ẩn cư, cả thân ẩn cư lẫn tâm ẩn cư. Thân ẩn cư nghĩa là sống một mình. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải xa lánh mọi người, mà tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải dành thời gian sống với chính mình. Tâm ẩn cư là không suy nghĩ điều gì mà luôn có chánh niệm và tỉnh thức. Một số người tin rằng khi không suy nghĩ điều gì, lúc đó chắc hẳn là mình đang ngủ say hoặc ở trạng thái đờ đẫn, ngủ gà ngủ gật. Người ta không hiểu được tầm quan trọng của nếp sống độc cư. Họ muốn ở cùng người nào làm cho họ vui vẻ hay kích thích họ, thèm khát sự kích thích. Khi không có gì kích thích, họ cảm thấy buồn chán. Ngay cả khi thân họ được ở một mình, họ cũng phải đọc một cái gì đó, hay xem tivi, nghe nhạc, hay họ nghĩ lại những việc họ đã làm hay những việc họ sắp làm. Sống độc cư, không nghe đài, đọc báo, không tivi, không nghĩ ngợi. Sống như thế, họ cho là không ích lợi gì. Trí tuệ là kết quả của độc cư. Độc cư nạp lại năng lượng cho mình. Cuộc sống đang tuôn chảy từ sâu thẳm trái tim tôi. Không thể xác định được bất cứ điều gì. Tất cả mọi sự trên đời chẳng có gì chắc chắn cả. Tôi đang ở Pem Mayo. Mới về đây tuần trước, tĩnh lặng và rất thích, đơn giản. Ở đây không có nhiều Phật tử, chỉ có dân làng, những người làm nghề nông. Một nơi đơn giản với những con người đơn giản, chỉ có tâm tôi là phức tạp. Rất nhiều chim, tôi thích nghe chúng hót. Gió thổi qua những ngọn cây, thoang thoảng, nhẹ nhàng và êm đềm. Thật khác xa với những thành phố ồn ào bận rộn. Một thế giới hoàn toàn khác. Những thành phố lớn và những con người quan trọng thật khó chịu. Hành thiền ở đây dễ dàng hơn nhiều. Tôi không có tham vọng gì lớn, chỉ sống thật đơn giản và nhìn thật rõ ràng. Tôi không thể thay đổi được thế giới. Tôi không thể thay đổi được bất cứ ai, thậm chí cả chính bản thân tôi. Nhưng tôi có thể quan sát. Nếu tôi trí tuệ, tôi sẽ chỉ quan sát mà không thất vọng về bất cứ người nào hay bất cứ việc gì. Tôi là ai mà gánh cả thế giới trên vai mình? Đôi khi tôi mong ước có được một người bạn để tâm sự. Rất nhiều người muốn đến nói chuyện với tôi. Bất cứ chỗ nào tôi đến cũng có người tìm đến nói chuyện. Có thể họ cảm thấy được kích thích, khích lệ và sách tấn thực hành chánh niệm, hoặc ít nhất là tạm thời được giải phóng khỏi sự nhàm chán khi phải nghe một người nói chuyện kiểu hung hăng, cực đoan và thách thức. Không có ai ở đây để tôi có thể chia sẻ những điều tôi thấy ý nghĩa đối với mình. Ít nhất tôi cũng đã học được cách giữ suy nghĩ trong lòng và sống một cách bình an. Đúng, thế giới này thật là điên rồ. Nhưng chúng ta có thể làm được gì bây giờ? Chẳng làm được gì cả. Tại sao phải phí phạm thời gian và sức lực để mà buồn bực về điều đó? Mưa đang rơi nhẹ ngoài kia, trời yên không có gió, làm tôi thấy bình yên. Cây cối ở nơi đây cao hơn năm ngoái nhiều. Vài năm nữa nơi đây sẽ có một cánh rừng xanh tốt. Cục lâm nghiệp cấp cho tôi khoảng 8 hecta đất rừng. Nước suối trong lành và thời tiết tốt trừ mùa nóng. Thức ăn cũng tốt, phần lớn là rau trái. Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Có rất nhiều thời gian. Mọi người không đến quấy rầy tôi. Thỉnh thoảng có vài người đến quét dọn sân chùa. Tôi có một cái cốc, căn lều nhỏ, có lưới chống muỗi ở các cửa sổ và trần nhà. Một cái giường nhỏ và một cái ghế dựa, sách, thuốc chữa bệnh, giấy bút. À, có gì mà khiến tôi không hạnh phúc được nhỉ? Uống một ngụm trà từ một cái ly đẹp, hương vị của nó ngon quá, làm tôi cảm thấy tươi mới và tỉnh táo. Từ thưởng thức tiệc trà một mình, mưa đang nặng dần. Ở tất cả những nơi tôi từng biết thì đây là nơi duy nhất không bị quấy rầy. Đồ ăn, thóc gạo khan hiếm ở mọi nơi, nhưng ở đây thì không. Bây giờ là khoảng 1 giờ 15 chiều, thật tĩnh lặng. Tiếng mấy con côn trùng kêu và tiếng lục lạc. Các sư đang hành thiền trong cốc của mình. Không có nơi nào là hoàn hảo cả. Nơi này là quá tốt rồi. Mọi người ở đây
và cả các vị sư nữa rất tốt với tôi. Tôi chăm sóc các vị sư khác khi họ đau ốm. Họ coi tôi như bác sĩ, nhưng thuốc men thì rất khó kiếm. Trong khu rừng này có ba ngôi chùa: Thiền Lâm Tự, chùa rừng, nơi các vị tỳ kheo ở để hành thiền, khác với các chùa ở làng và thành phố. Chỗ của tôi là nơi khuất vắng nhất, hầu như chẳng bao giờ có khách khứa. Chỉ vào ngày rằm có vài người đến quét tước dọn dẹp. Bởi vì chúng tôi chẳng cần gì nhiều, nên chúng tôi có đủ tất cả những gì mình cần. Tôi muốn đọc sách, nhưng chẳng kiếm được cuốn nào. Có lẽ tôi phải buông bỏ nỗi thèm kích thích tri thức này đi thôi. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi chiều chúng tôi kinh hành đi lại. Ở đây không có gì thay đổi nhiều, dường như thời gian đã dừng lại hay trôi qua chậm lại. Thế giới bên ngoài đầy xáo động, nhưng ở đây tĩnh lặng, không có việc gì làm, không có gì quan trọng cả. Tất cả hay là hầu hết tất cả các vấn đề đều là tưởng tượng. Giả như chúng ta biết được bao nhiêu vấn đề của chúng ta là do tưởng tượng mà ra. Vẫn không khí thanh bình như mọi khi. Ở đây có rất nhiều chim chóc, không xung đột, không khó khăn, ngoại trừ thỉnh thoảng ốm vặt. Sức khỏe tôi tốt. 4 tháng nay không có gì phải phàn nàn cả. Tôi đang học cách tự chăm sóc bản thân mình. Tôi ăn nhiều rau, ít dầu mỡ và rất ít đường. Sự bình yên giúp cho tôi rất nhiều. Nơi đây dường như là nơi tốt nhất đối với tôi. Cuộc sống vô cùng bình an và tĩnh lặng ở đây, không có xung đột, bởi vì ở đây không có tổ chức đoàn thể. Tôi cũng ngày càng ít dính mắc hơn với mọi người và mọi thứ trên đời. Bầu trời hôm nay nhiều mây, mưa lâm râm, tĩnh lặng. Chim đang hót, lá vàng rụng khắp nơi. Chim chóc đang co ro, thu đôi cánh lại chờ mưa đến. Trời nóng và khô, không vấn đề gì. Chúng rụng hết lá của mình và sẽ bọc lên những chồi non mới khi những cơn mưa đầu tiên rơi xuống. Bây giờ trời đang lạnh dần, mùa đông đã đến nơi đây. Nhiệt độ buổi sáng là 58 độ F, khoảng 14 độ C. Những ngày này bầu trời rất trong, chỉ có một vài dải mây trắng bồng bềnh cuối chân trời. Không khí lạnh và khô, những đêm trăng đẹp và thanh bình vô cùng. Đêm qua tôi đi dạo một mình. Những lo lắng và suy tư ở đâu nhỉ? Không thể tìm thấy chúng ở đâu cả. Tôi nghĩ nó chỉ là sự tưởng tượng. Bây giờ là buổi sáng sớm, 4 giờ 45 phút. Tất cả chim chóc đang hót ríu rít. Có đến hàng trăm con trong khu chùa. Và hình như chúng vô cùng vui vẻ. Thời tiết bây giờ đã ấm hơn, nên lũ chim rất thích tắm. Vì thế tôi để sẵn 2 bát nước cho chúng uống và tắm táp. Nhìn chúng tắm khiến tôi rất hạnh phúc. Hình như chúng khoái lắm. Tôi cho chúng ăn mỗi ngày. Rất nhiều con đến ăn và uống nước. Chúng không đến ăn không của tôi. Chúng hót cho tôi nghe và dạy tôi đừng lo lắng, dạy tôi sống từng khoảnh khắc trong hiện tại và đừng suy nghĩ quá nhiều, làm mụ mị cả đầu óc mình. Chấp nhận cuộc sống như nó đang là và cũng sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Người ta nói cuộc đời đầy những khó khăn. Có ai nói cuộc đời là dễ dàng bao giờ? Nhưng bạn vẫn có thể sống vui vẻ và học hỏi được rất nhiều từ cuộc đời mình. Và nếu muốn, bạn có thể thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi này. Một cái dòng luẩn quẩn, đúng không? Tôi đang ngồi ở hành lang bên ngoài cốc, rất yên tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng gù của đôi chim cu từ ngọn cây xa xa vọng lại. Tiếng gió thổi trên cây. Bây giờ là 4 giờ chiều, nghỉ ngơi một chút sau khi tắm. Có đôi khi tôi nghĩ đến việc đi tìm một cái hang nào đó trên núi và đến sống ở đó một mình. Nhưng không có cái gì ban lại sự mãn nguyện thực sự được cả. Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên và tĩnh lặng. Tôi đã tự giải phóng mình ra khỏi tất cả mọi trách nhiệm. Tôi muốn bình an, tự do và hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Tôi không quan tâm đến việc có đệ tử hay những người theo mình hay không, có được công nhận hay có danh tiếng hay không. Tôi muốn bạn hiểu cách tôi sống cuộc đời mình. Đơn giản, tĩnh lặng, bình an, rất ít vật sở hữu. Tôi cho đi hầu hết những gì tôi nhận được. Vì vậy, nếu tôi không nói với bạn,
là tôi cần gì thì có nghĩa là tôi không thực sự cần chúng. Sống với ít đồ sở hữu dễ dàng hơn nhiều cho tâm mình. Bạn tôi là những cuốn sách hay: Giocan, Torrio, Zeno và Tạng Luật, vị thầy của tôi. Bạn và tôi nên sống ở những nơi mà mình cảm thấy hoàn toàn thư giãn, thoải mái và tự do về mặt tâm lý, thoát khỏi sự mong đợi của người khác đặt lên mình. Một nơi mà bạn và tôi cảm thấy thực sự là chính mình và không phải làm hay nói điều gì để làm vừa lòng bất cứ người nào. Tôi đã học được cách sống một mình. Có lúc tôi muốn diễn đạt những hiểu biết sâu sắc nhất của mình, nhưng thật khó để kiếm được một người biết lắng nghe, hiểu và biết trân trọng những điều đó. Hầu như chính tôi lại là người phải lắng nghe. Mọi người thích nói chuyện với tôi. Đi dạo trong rừng vắng rất yên tĩnh, không gặp một ai cả. Chỉ có lũ chim hót rất vui vẻ, con người thật tẻ nhạt. Tôi đã cố gắng tách mình ra khỏi thế giới. Càng lên cao, bạn sẽ càng ít gặp người đi đường. Ôi những người leo núi, các bạn có chịu đựng nổi sự cô đơn không? Cuộc sống của tôi khá đơn giản và bình an. Ở đây tại Pemmeyo, chúng tôi có tất cả 3 vị sư. Tất cả chúng tôi đều sống tri túc, biết đủ và hiểu biết tâm mình. Rõ biết những gì đang diễn ra trong tâm mình là con đường duy nhất dẫn đến tỉnh giác và trí tuệ. Mỗi ngày tôi dành ra vài tiếng để đọc sách, hành thiền nhiều, đi dạo vào buổi tối và nói chuyện với bạn bè. Ở đây rất yên tĩnh. Tôi nghe tiếng chim và côn trùng. Mọi người thật tốt bụng và thân thiện. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng luôn hạnh phúc. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn là đã không thể giúp gì được hơn cho những đứa con của mình. Nhưng tôi sẽ không hoàn tục. Tôi thực sự muốn là một nhà sư và sống trong rừng. Tôi nghĩ bản chất tôi là một ẩn sĩ. Tôi thích nói chuyện với bạn bè, những người thực sự có cái để mà nói. Tôi cũng thích dành nhiều thời gian để hành thiền. Nếu không có những điều đó, cuộc sống chỉ là một mớ hỗn độn. Sáng nay bình minh đẹp quá. Những tia nắng chiếu xuyên qua những đám mây. Thật là một thế giới huyền bí mà tôi đang sống. Ở ngay tại đây thôi, đã có vô số những cái đẹp. Tất nhiên, nó chỉ tồn tại trong chốc lát. Nhưng thế cũng được rồi. Bạn có cảm thấy sự huyền bí trong cuộc đời mình không? Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều là một bí ẩn lớn. Tôi là một bí ẩn lớn, bạn là một bí ẩn lớn. Theo một cách nào đó, rất là tôn quý nữa. Tôi đang sống chiêm ngưỡng và bến mộ cuộc đời. Mọi thứ mới tuyệt vời làm sao? Người ta nói cuộc đời thật kinh khủng, điều đó đúng một phần. Nhưng cuộc đời cũng đẹp khủng khiếp làm sao? Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sống động và thật hạnh phúc là mình đang sống. Tôi mong muốn sống thọ và sống khỏe mạnh. Chỉ mới đến gần đây thôi, tôi mới học được cách sống tươi mới như thế nào. Cuộc đời tôi vừa mới bắt đầu. Tôi bắt đầu biết trân trọng chính mình, trân trọng cuộc đời, bạn, con gái tôi và mẹ chúng, và các bạn tu của tôi ở đây, và cả bầu trời xanh ngắt cùng đám mây trắng và cỏ cây chim chóc. Tôi thực sự yêu mến cuộc đời. Cứ như là tôi đã trở thành một kẻ ngoại đạo ấy nhỉ? Không, tôi không hề thù ghét cuộc đời. Đúng, đúng là có đau khổ thật, nhưng cũng chẳng sao. Đó là cái giá phải trả cho cuộc đời. Tôi thực sự biết ơn cuộc đời. Tôi cảm ơn cuộc đời về tất cả nỗi đau và niềm vui mà cuộc đời dâng tặng cho tôi. Và tôi biết nó sẽ còn đến nhiều nữa. Khóm tre gần cốc tôi ở mới có thêm 15 búp măng mới, đẹp, to, mập mạp, rất dễ thương. Hàng ngày tôi đều ra xem chúng và cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy chúng lớn thật nhanh. Chúng nó là người thân của tôi yêu thương chúng. Nhấp một ngụm trà xanh, thật là ngon, tuyệt, cái ly cũng rất là đẹp. Màu xanh nâu pha những hạt nổi. Tôi cũng mới bị một cái ly trà Nhật quyến rũ. Trước kia tôi đã bao giờ thử dùng ma túy chưa ấy hả? Chưa, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nó trên đời. Tôi là người rất tỉnh táo. Hay là hình như tôi bị say trà xăm rồi ấy?
tôi đã nhận được tập thơ bạn gửi tặng. Những bài thơ trên núi về ngôi nhà đá, tôi rất thích nó. Bạn biết tôi thích loại thơ nào? Tôi thích tập ngôi nhà đá, cũng như tôi thích Rogian. Cả hai đều đang ở bên cạnh tôi đây, và tôi thường xuyên đọc chúng. Thực ra tôi sống đúng theo những bài thơ ấy. Lại một ly trà xăm nữa. Wow, thật tuyệt. Trời nắng, lũ chim rất phấn khởi. Chúng hót ríu rít gọi nhau. Chúng đang thưởng thức cuộc sống, không giống như con người. Con người tẻ nhạt, bất mãn, hay ca cẩm, mê mờ, và hầu hết họ đều ở trạng thái trầm cảm. Trong cuộc đời tôi chưa từng thấy con chim nào bị trầm cảm cả. Tôi sẽ học hỏi từ những con chim, chứ không phải từ những con người vô ơn và trầm cảm. Tôi vừa đi dạo về, cảm nhận ánh nắng ấm và làn gió lạnh thật là thích. Sống với thiên nhiên, ở giữa thiên nhiên, tôi thích đi bộ. Dạo này tôi thường tập thể dục. Các cơ của tôi khá mạnh, đầy năng lượng. Tôi lên cân chút ít. Tôi phải tập thể dục nhiều hơn cho tiêu bớt mỡ. Ly trà xăm thứ ba. Triệu phú nào có thể thưởng thức được thú vui như vậy nhỉ? Tôi đã đọc bức thư của bạn hơn 10 lần. Tôi có thời gian để đọc và suy nghĩ. Tôi muốn biết bạn đang cố gắng nói điều gì. Tôi sẽ tiếp tục làm như thế nữa. Tôi muốn hiểu bạn mình một cách thật sâu sắc. Tôi sẽ dành cả cuộc đời để hiểu chính tôi, hiểu bạn bè, gia đình và các con gái của tôi. Đó là ưu tiên của tôi. Những gì còn lại, tôi sẽ làm khi thấy cần thiết. Tôi không nghĩ cuộc đời mình là thành công nếu tôi không hiểu được bản thân mình và những người mình thương yêu. Giờ đây tôi không còn coi thông tin và kiến thức về những thứ bên ngoài là giá trị nữa. Thế giới bên trong vô cùng đa dạng và tuyệt vời. Càng hiểu và trân trọng những người gần gũi với mình, cuộc sống của tôi càng trở nên ý nghĩa. Phải mất một thời gian thật dài để tôi tìm ra sự thật này. Người ta nói cuộc sống chỉ bắt đầu ở tuổi 40. Điều đó đúng với tôi. Về mặt này tôi còn rất trẻ, rất nhiệt tình. Tôi bắt đầu nhìn nhận cho chính mình bằng đôi mắt của chính mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được con đường riêng của mình. Tôi trân trọng cuộc sống, trân trọng những người gần gũi với mình, thế giới mình đang sống, và nói chung là cái cách tất cả mọi thứ đang là. Tôi trân trọng khi mọi người chăm sóc, quan tâm đến tôi. Tôi trân trọng sự giúp đỡ và tấm lòng nhân hậu của họ. Tôi biết ơn họ. Trước kia tôi vẫn thường coi những điều đó là đương nhiên. Làm sao tôi có thể bất mãn với cuộc đời mình được? Làm sao tôi có thể phàn nàn rằng cuộc đời là vô nghĩa? Cuộc đời quá đẹp, đầy những điều kỳ diệu. Khi tôi chết, tôi muốn chết với lòng tri ân trong trái tim, không phải với sự cay đắng trong lòng. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và quan tâm. Tôi thực sự rất vui rằng chúng ta có thể viết thư được cho nhau nhờ có dịch vụ bưu điện. Điều đó rất quý. Chỉ có một số ít người có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời tôi. Bạn là một trong số đó. Chúng ta biết nhau đã bao lâu rồi nhỉ? 10 năm. Tôi cảm thấy gần gũi với bạn hơn. Tôi có thể nói với bạn về những cảm xúc và những suy nghĩ ngốc nghếch của mình, và tôi biết bạn sẽ không đánh giá phán xét tôi. Tôi ngày càng trở nên giống một con người hơn. Tôi yêu thương các con tôi và mẹ của chúng hơn bao giờ hết. Thật lạ là tôi lại không trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Một vị sư tốt phải không nên dính mắt. Như vậy chắc tôi không phải là một vị sư tốt. Điều đó đã được chứng minh. Vâng, dù sao tôi cũng là một con người, không phải là một con người xấu. Tôi cho hy vọng là như vậy. Chẳng sao cả. Tôi hy vọng bạn hiểu nhà sư ngốc nghếch này. Chiều nay hoàng hôn xuống đẹp vô cùng, với những đám mây vàng không lời nào diễn tả được. Tôi nghe thấy tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã. Cuối cùng thì tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật là bản chất của tôi là một ẩn sĩ. Tôi biết đủ về thế giới bên ngoài rồi. Tôi sẽ để nó yên, không đụng chạm đến nó. Bạn đã tìm được nơi để sống an vui và vừa ý cho cuộc đời còn lại của mình chưa? Tôi vẫn chưa tìm được nơi nào như thế, nhưng hy vọng là sẽ tìm được một ngày nào đó. Tôi nghĩ tất cả mọi nơi đều chỉ là nơi ở tạm. Tốt nhất là có được một nơi ở tạm yên tĩnh và cách biệt. Hy vọng
hy vọng và hy vọng. Bạn nói bạn thích tranh Trung Quốc, tôi cũng thích tranh Trung Quốc. Vậy nếu bạn có bản photo bức tranh nào, gửi cho tôi vài bản. Tôi cũng thích tranh Nhật cổ, phong cách truyền thống. Những ngọn núi lớn với thác nước, những túp lều nhỏ và ruộng đồng. Những túp lều đơn giản bằng tre và gỗ. Vườn Nhật Bản rất đơn giản và bình yên. Bạn có thể làm một khu vườn nhỏ với lối đi trải sỏi, một vài ghế tựa bằng gỗ hoặc đá, những bụi hoa và tất nhiên vài khóm tre, cây phong đỏ hay cây anh đào, và bạn đặt một cái ao hay một dòng suối nhỏ chỗ nào đó. Bạn cần rất nhiều thời gian để trồng một khu vườn. Vậy hãy trồng một cái gì đó vào trong chậu cảnh hay một cái hộp nhỏ là một khu vườn mini. Thậm chí bạn có thể trồng ít rêu trong hộp để ở góc nhà cũng được. Hàng ngày chỉ làm mỗi việc văn phòng sẽ rất mệt mỏi. Bạn cần làm một cái gì đó sáng tạo. Tôi rất thích cắm tranh Trung Quốc, vẽ những ngôi chùa ẩn trong rừng. Tôi thích đi vào sâu trong núi và sống gần một ngôi làng yên tĩnh và đơn giản. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như thế. Thế giới này đang ngày càng trở nên điên rồ hơn. Sự bất mãn và bất an đang thiêu đốt như ngọn lửa rừng, lan ra ngày càng rộng và xa hơn. Nó giống như một bệnh dịch. Rất hiếm người biết trân trọng trí tuệ cổ xưa, sự tri túc và đơn giản. Phương Tây hóa đang trở thành một trào lưu. Trời bắt đầu mưa từ đêm qua, không có mặt trời, chỉ có mây mù và lạnh. Lò than củi nhỏ đang cháy âm ỉ. Sau bữa ăn, tôi uống ly trà với đường. Nút kín lỗ tai lại, tôi đọc lại tập thơ Núi Lạnh. Đây là mấy khổ thơ tôi thích. Một lần tôi đến ngồi nơi núi lạnh và lang thang ở lại 30 năm ròng. Tôi đi tìm và chọn nơi khuất vắng sống. Thiên thai, nơi đó có gì hơn để nói? Khỉ hú nơi thung lũng đầy sương lạnh. Cánh cửa cỏ lao cong mình, nhuốm màu rêu đá. Nhặt lá rụng, tôi lợp túp lều giữa rừng thông. Đào một ao nhỏ, dẫn mạch nước suối về. Giờ đây tôi quen làm chẳng cần đến thế gian. Nhặt lá rụng, tôi đi qua những tháng năm còn lại. Vách núi lạnh càng đi sâu càng đẹp, nhưng chẳng có ai đi đường ấy bao giờ. Mây trắng lười biếng lững lờ trên ngọn núi, đỉnh núi xanh, tiếng một con khỉ hú gọi bày. Tôi cần bản đường nào chứ nhỉ? Ngày một già đi, tôi làm những gì mình thích. Khuôn mặt và hình dáng ấy cỗi dần theo năm tháng. Tôi bám chắc vào viên ngọc trong tâm. Người trí hỡi, người đã gạt tôi sang một bên. Mấy kẻ ngu kia, ta cũng làm như vậy với bọn ngươi. Tôi không phải người trí, cũng chẳng ngu. Từ nay, xin chớ nghe đến nhau bao giờ nữa. Khi đêm xuống, tôi hát cho dần trăng sáng. Bình minh lên, tôi nhảy múa với đám mây kia. Làm sao tôi có thể tắt giọng ca và đôi tay ấy, và tĩnh lặng như một khúc cây, với mái tóc bạc phơ rối bù. Tôi thích Trung Quốc thời cổ xưa. Có lẽ thời ấy tôi cũng từng là người Trung Quốc. Tôi đọc lại tập thơ Núi Lạnh nữa. Nó là thú yêu thích của tôi. Tôi cũng ở đây làm những gì mình thích. Tôi đi khất thực vào mỗi buổi sáng, ăn một bữa duy nhất trong ngày vào lúc 8 giờ, đi kinh hành và ngồi đọc sách, suy nghĩ và hành thiền. Đó là những việc tôi làm suốt cả cuộc đời, dù sống ở nơi đây hay bất cứ nơi nào khác. Tôi nhìn những dính mắc của mình và học cách buông bỏ chúng nhiều hơn. Dính mắc là một gánh nặng lớn, tôi của tôi. Nếu không có những dính mắc lớn, bạn sẽ có thể sống được ở một nơi yên tĩnh. Tôi tưởng tượng khung cảnh khi tôi đọc những bài thơ như thế. Đôi khi trong tưởng tượng, tôi dẫn bạn đi vào một quãng đường dài trong rừng và đưa bạn đến với sự tĩnh lặng, với cây cối, vô số loài chim chóc khác nhau. Từ những loài chim hót cho đến những con chim gõ kiến, và đến với sự bình an sâu thẳm mà bạn không bao giờ cảm nhận được khi sống giữa những con người luôn luôn buồn bực và bất mãn hết chuyện này đến chuyện kia.